Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đấu. Starry kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về cô Nina Phạm, nhân viên y tế người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhiễm Ebola. xin kính chào quý khán giả đang theo dõi đài truyền hình SPTN. Hiện nay Thùy Dương đang đứng trước cửa của bệnh viện Trung tâm nghiên cứu NIH nơi mà tối hôm qua vào khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 10 thì cô Nina Phạm, cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã bị nhiễm virus Ebola ở Hoa Kỳ. Trường hợp nhiễm bệnh của cô được giới truyền thông Mỹ cực kỳ là quan tâm. Kính thưa quý vị, triệu chứng của Ebola là nóng sốt, nhức đầu nặng, đau nhức cơ bắp, mỏi mệt, tiêu chảy, ói mửa, đau bụng, chảy máu, bầm tím không lý do. Triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 21 ngày sau khi bị nhiễm Ebola, nhưng trung bình kể từ 8 đến 10 ngày. Phục hồi từ bệnh Ebola tùy thuộc vào um, sự chăm sóc của y tế và cơ thể, phản ứng miễn dịch của từng người bệnh. Bệnh nhân phục hồi từ bệnh Ebola có thể kháng thể tối thiểu ít nhất là 10 năm thì Thùy Dương cũng được biết là tối hôm qua anh Võ Thành Nhân cũng đã có mặt ở đây để đón cô Nina Phạm Và tiếp tiếp xin mời quý vị cùng với Thùy Dương có cuộc trò chuyện với anh Võ Thành Nhân Trước hết Thùy Dương xin chào anh Võ Thành Nhân à, Xin được chào Thùy Dương à, Anh Võ Thành Nhân có thể cho Thùy Dương và mọi người biết là lý do tại sao mà người ta phải chuyển chị Nina Phạm từ dưới Bệnh viện Dallas mà đến NIH không ạ? khi mà chúng ta có một cái phương tiện hoặc là chúng ta có một cái môi trường hay là chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị để mà chúng ta đón một bệnh nhân Ebola. Đó là lý do tại sao mà NS đã nhận chị Nina Phạm đến đây để mà điều trị. Vì lý do là cái phương tiện của NS có thể nói rằng là một những phương tiện hoàn bị nhất ở nước Mỹ. Mặc dù là chúng ta biết rằng là cái bệnh viện của NS là bệnh viện dùng để nghiên cứu những cái bệnh mà thật là khó trị hoặc là những cái bệnh mà chưa có những cái nơi nào trị được hết thì thường thường người ta có những cái protocol có nghĩa là ta có những cái những cái bước nào đó để mà ta đưa những cái bệnh đó đến đây thì Ebola là một trong những chứng bệnh đó mà chúng tôi nghĩ rằng là ở nơi đây cũng giống như ở Atlanta làm những cái bệnh viện mà chúng ta có thể điều trị được cái bệnh Ebola đó là lý do tại sao mà Nina Phạm được chuyển về đây Dạ thì cho Thì Dương cũng như mọi người biết là cái phản ứng của giới thẩm quyền ở Mỹ và cái mức độ quan tâm của họ đến với vấn đề Ebola là thế nào? chúng ta phải cho tổng thống Barack Obama một cái điểm son rất là tốt trong vấn đề mà ông ta phản ứng về vấn đề này và dạ, kính thưa vị à, chúng tôi nhận thấy rằng à, là trong thời gian qua tổng thống Barack Obama đã đặt cái vấn đề Ebola lên làm hàng đầu hàng đầu hơn cả tất cả những vấn đề mà chung quanh của đời sống của chúng ta mặc dù chúng ta biết là hiện nay vấn đề ISIS cũng là vấn đề rất là trầm trọng à, vấn đề những thiên tai vấn đề những cái những cái nạn nhân trên thế giới vấn đề dầu quả đang giá đang sụt xuống à, kinh tế của thế giới đang có những cái điều mà rất là thay đổi cần phải quan tâm nhưng Ebola đã được tổng thống Barack Obama à, quan tâm đứng hàng đầu và ngày hôm qua thì tổng thống Barack Obama đã cho một cái uh, buổi họp báo và buổi họp với lại những cái người mà của cái cabinet của nghĩa là những người trong uh, thành phần nội các của ông để mà hình thành một cái toán đặc nhiệm uh, về uh, uh, giống như là nó gọi là Ebola response có nghĩa là một toán đặc nhiệm về Ebola để nhằm thế nào đó để mà có thể uh, tiếp cứu với lại nhóm CDC có nghĩa là nhóm bệnh dịch uh, chuyên môn phòng chống bệnh dịch và một cái nhóm nữa là một cái nhóm nó gọi là chống lây lan của bệnh dịch mà một cái viện nghiên cứu về NS hay là CDC không đủ để mà làm cho đến nên tổng thống Barack Obama chúng ta phải cho một cái một cái thơm ấp có nghĩa là vấn đề quan tâm của tổng thống Barack Obama rất quan trọng và có thể ảnh hưởng tới uh, tương lai của con em chúng ta hoặc là ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới do đó đó là cái phản ứng rất tốt bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy là cái phản ứng của lập pháp Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thì lập pháp Hoa Kỳ cũng có một cái buổi họp báo và cái buổi họp báo nhằm để đặt những cái câu hỏi và đặt lại một số vấn đề để mà chúng ta có thể làm thế nào đó để mà chúng ta ngăn ngừa được những cái chuyện trong tương lai có thể xảy ra cho những bệnh nhân bị ebola hoặc là cho những người nào mà chẳng may à, làm việc với lại những bệnh nhân Ebola thì có được những cái những cái bước quan trọng hoặc là những cái chúng ta gọi là protocol đó và hồi, tất cả những câu hỏi ngày qua đều đặt bằng tiếng Anh là có chữ protocol trong đó có nghĩa là thế nào làm, làm thế nào đó để chúng ta có được những cái standard operation procedure để mà chúng ta làm những cái việc để cho nó đúng để và tránh hạn mà Ebola có thể à, lây lan ra cho tất cho tất cả những người xung quanh của chúng ta hay là lây lan đến cho cái xã hội của Hoa Kỳ của chúng ta đang sinh sống và đặc biệt chúng tôi thấy rằng cái vấn đề mà cấm cấm vấn đề mà cung cấp visa của ông dân biểu Astrid đề nghị là ba cái quốc gia mà đang có bị nhiễm Ebola nhiều đó không nên đến Hoa Kỳ và chúng ta có thể không cung cấp cái cái visa đó và ngoài ra thì cũng có đặt vấn đề là có thể ban travel có nghĩa là cấm cấm vấn đề travel đến Hoa Kỳ của một số những cái người đi qua đi lại hay đi đến Hoa Kỳ có thể mang được những cái mầm bệnh như vậy thì đó là những vấn đề sôi nổi mà chúng tôi nghĩ rằng nói lên được cái sự quan tâm của giới hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ. À, vậy thì còn phản ứng của cộng đồng người Việt của chúng ta thì như thế nào? Nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng đây là lần đầu tiên chẳng may trong cộng đồng của chúng ta có một cái người nữ y tá rất là chân tình, rất là giỏi và có một cái tấm lòng rất là tốt để phục vụ cho một cái bệnh nhân chẳng may một cái bệnh rất là nguy hiểm như vậy và cô chẳng may bị nhiễm bệnh như vậy. Giờ đến nên đó, mấy ngày nay đó chúng ta thấy rằng cộng đồng của chúng ta rất là quan tâm. À, những em nhỏ bắt đầu chuẩn bị cho những cái lá thơ hay là những cái card get well card để gửi cho Nina Phạm và đặc biệt những người lớn trong cộng đồng có thể người ta có đặt rất là nhiều vấn đề là làm cái gì cho Nina Phạm thì chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc um, um, các nơi thờ phượng những nơi mà có chúng ta có cái 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 niềm tin vào tôn giáo thì có rất là nhiều người đang cầu nguyện cho cái công cuộc điều trị của các bác sĩ à, rất là giỏi của trung tâm NS sẽ làm thế nào để giúp cho à, Nina Phạm qua được cái cơn ngặt nghèo này và riêng anh em chúng tôi những người đi làm việc truyền thông hoặc là những người hướng đạo đó thì họ có những cái cái điều tâm niệm rất là tốt là họ có những cái chương trình làm lễ chào cờ hàng tuần hay là mỗi ngày như vậy đó, thì có những cái phút mà những anh trưởng sẽ dạy cho các em hiểu được cái giá trị của sự hy sinh của một cái người nữ y tá và cái giá trị của cái phương pháp điều trị của chúng ta làm thế nào để mà giúp cho chúng ta những người còn lại sẽ được may mắn và qua khỏi cái Ebola này thì đó là cái cái niềm tin của cộng đồng chúng ta và chắc chắn chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều nữa những cái việc làm của những người trong cộng đồng để mà giúp cho cái cái nạn dịch Ebola này nó sẽ trở thành mà chúng ta có thể là control được có nghĩa là chúng ta kiểm soát được và nó sẽ không lây lan giống như những cái mối đe dọa mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể làm cho tổn thương cái đất nước Hoa Kỳ hay là các quốc gia khác. Khác trên thế giới. Và cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin được gửi đến lời của các em nhỏ là Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho Nina Phạm không mà chúng ta còn cầu nguyện cho những người đồng nghiệp của Nina Phạm nữa và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người chung quanh của chúng ta sẽ được bình yên. Đó là cái cái cộng đồng của chúng ta nói lên được cái sự quan tâm của chúng ta qua cái qua các em nhỏ. À, thì Dương cũng được biết thêm là vào 10 giờ sáng ngày hôm nay thì phía bên, phía bên trong của NS có một buổi họp báo. Thì theo anh Nhân là có những thông tin nào mà chúng ta và khán giả cần nên biết không ạ? À? Vào sáng ngày hôm nay đó thì Dr. Fauci đã có nói rằng là ông là cái người đã coi như là có giới chức cao cấp có thẩm quyền đặc trách về phòng chống bệnh dịch ở tại hoa kỳ đã đến thăm nina phạm và ông cho biết rằng là cái điều kiện sức khỏe của nina phạm đang rất là gọi là stable có nghĩa là không có bị ảnh hưởng bởi virus bị con siêu vi trùng ebola để mà tấn công nữa do đó nên là nói rằng cô rất là ăn uống hay là tất cả những cái gì đó cô nghỉ ngơi rất là comfortable có nghĩa là à, cho thấy rằng à, là làm cái sự tiến triển rất là tốt đẹp do đó nên ông đã cho báo chí biết như vậy đó là cái quan trọng nhất trong cái buổi họp báo ngày sáng ngày hôm nay em, bên cạnh rất là đông những cái giới à, truyền thông có mặt ở tại NS thì người ta cũng thấy được cái cái sự à, quan tâm của những người đặc trách về điều trị của NS đang có một cái sự cố gắng à, rất là nhiều để làm thế nào đó giúp cho Nina phạm vượt qua được cái cơn bệnh ngặt nghèo này cảm ơn võ thành nhân rất nhiều cho buổi trò chuyện của ngày hôm nay à, xin được cảm ơn thùy dương và xin được cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để cho nina phạm qua được cái cơn bệnh này và dạ. Chuyến công tác y tế giúp khám bệnh cho các nạn nhân trong cơn bão Haiyan tại Ormoc, Philippines từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, 2014, do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam phối hợp với Voice và Concern tại Philippines tổ chức, cùng sự yểm trợ của một số bác sĩ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và chương trình Bên Em Đang Có Ta, với ngân khoản mà Hướng đạo Việt Nam đã khuyên góp dự tính cho 400 bệnh nhân. Nay số bệnh nhân dự đoán lên trên hơn 1.100. Rất mong sự đóng góp tài trợ của Quý Đồng Hương cho chuyến công tác được thành công, hầu giúp cho các nạn nhân bớt phần nào những đau khổ và mất mát mà cơn bão Hai gian đã mang đến mọi thắc mắc xin liên lạc với anh võ thành nhân ba chi phiếu yểm trợ xin gửi về upper Cap, 308 Hillwood avenue phòng ba lẻ hai virginia hai hai Strong, and away, and xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách two sisters kể lên một câu chuyện của hai chị em lớn lên trong nghèo đói tại miền trung việt nam được viết bởi tác giả cung thị lan dịch giả kraski từ diệm trâm nói lên từ quan điểm của người chị lớn chỉ là một cô bé Họ phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn, nghèo đói, bất công và mâu thuẫn của cuộc đời. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi ra mắt sách Two Sisters vào lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 1 tháng 11 2014 tại Mason District Station 6507 Columbia Pike, Anada, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc Cung Thị Lan 301 758 5427 nhằm mục đích giúp cho các học sinh nghèo tại quê nhà có phương tiện học hành. Xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến ủng hộ buổi văn nghệ và tiệc và vũ ghi quỹ do Việt Nam Dream for Success phối hợp cùng với nhóm thân hữu thiện nguyện tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 23 tháng 11 năm 2014 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703 307 5001 hay Sơn Trần 703 850 1723. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chân. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin quanh thành động sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới